Ví dụ như con này 20 củ chín mà bây giờ mình tăng lên 21 củ chín, mình miễn phí ship cho anh em chịu không? Rồi ví dụ như cái con này 26 củ chín, mình tăng lên một củ là 27 củ chín, mình miễn phí ship cho anh em chịu không? Hiện tại bên mình thì giá những cái con lô này chính xác như nãy mình báo rồi là không bao gồm phí vận chuyển, thì sẽ có cho anh em được cái lợi thế là ví dụ anh em có xe mình đến cửa hàng để mình chở á, thì anh em tiết kiệm được khúc. Còn ví dụ anh em ở xa mà không có thể mà có được cái xe để mà chở thì anh em có thể gửi chành hoặc là gửi bên bưu điện thì bên mình sẽ liên hệ gửi cho anh em luôn, thì phí của nó cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Đó là cái lợi thế mà những cái sản phẩm bên mình đang cung cấp cho anh em. Còn ví dụ như bây giờ á, anh em muốn bên cửa hàng mình giao luôn á, thì bên mình sẽ có cái xe bán tải như anh em vừa thấy hồi nãy đó. Bên mình sẽ giao về tới tận nhà, nhưng mà điều kiện ở chỗ là giá thành sẽ hơi cao xíu, tại vì có nhân viên bên mình xuống giao hàng, hướng dẫn lắp đặt và quay phim chụp ảnh với anh em luôn đó. Còn ví dụ như bây giờ mà anh em muốn mình giao gấp mà anh em không đòi phí thì thôi mình bó tay à, cái đó hết cứu được rồi. Thì có thêm một cái nữa là trong vòng bán kính khoảng tầm 150 cây số đổ lại thì bên mình mới có thể hỗ trợ giao hàng bằng nhân viên xuống giao hàng cho anh em được thôi, còn xa quá thì mình cũng chịu. Thì không phải một đơn của anh em đâu, nhiều khi á, mình phải tích hợp chuyến thì mình mới có thể đi được. Giống như Bình Phước thì nhiều khi mình phải có 2-3 đơn từ Sài Gòn mà lên tới Bình Phước trên 120 cây đó, anh cũng đã biết rồi, thì bên mình phải tích hợp đơn mình mới đi được. Còn ví dụ anh em ở xa quá thì anh em phải gửi qua bưu điện ha. Rồi mọi thắc mắc về những con lo bên mình cũng như là cách thức vận chuyển như thế nào, và anh em muốn có hàng trước lễ hay là trước Tết gì đó thì cứ việc ới liền cho mình, bên mình sẽ sắp xếp hàng hóa và giao về tới tận nhà anh em luôn. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp và giao hàng toàn quốc. Anh em mà đến được với cửa hàng á, mình sẽ được làm hồ sơ hoàn toàn tự động luôn. Kiểu như là sẽ có nhân viên hỗ trợ cho anh em làm từ A đến Z, anh cứ việc là ngồi chơi sơi nước, hát loa, test thử rồi ới ơi liền cho mình để được tư vấn.